Trong buổi chiều nay thì tại sân vận động câu lạc bộ Lan Anh thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra trận chung kết tại giải quần vợt Việt Nam mở rộng 2016, và đáp ứng lại sự kỳ vọng của người hâm mộ thì giải đấu đã khép lại với một trận đấu vô cùng hấp dẫn. Trận chung kết Việt Nam mở rộng 2016 xứng đáng là cuộc đối đầu giữa hai tay vợt xuất sắc nhất giải. Hạt giống số 4 Jordan Thompson và hạt giống số 6 SOEDA đã cống hiến cho người xem một trận đấu có chất lượng chuyên môn cao. Trong set thứ nhất, hai tay vợt thi đấu giằng co và giành lợi thế trong những game cầm giao bóng, khác biệt chỉ đến ở những thời điểm cuối của set 1 khi tay vợt người Nhật Bản giành được 2 điểm break, trong khi Jordan Thompson chỉ một lần thành công trong việc bẻ game giao bóng của đối thủ. Sự khác biệt đó đã giúp SOEDA giành thắng lợi trong set đầu tiên với tỷ số 7-5. Lợi thế tâm lý đã giúp hạt giống số 6 tiếp tục có được một thế trận tốt trong set thứ hai. Tuy nhiên, ở những thời điểm quan trọng, SOEDA lại không thể tận dụng thành công và để thua ngược trong set 2 với tỷ số 5-7. Tại set thứ 3 quyết định, tâm lý thoải mái cùng sự vượt trội về thể lực đã giúp Jordan Thompson có thắng lợi dễ dàng với tỷ số 6-1. Xuất sắc vượt qua đối thủ SOEDA qua 3 set đấu, tay vợt Jordan Thompson giành chức vô địch giải ATP Challenger Việt Nam mở rộng 2016 cùng phần thưởng $7,200 và 90 điểm thưởng trên bảng xếp hạng ATP.